Rồi, xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn về cái hình trận thuận pháo đánh với pháo đầu mã đội, nhưng mà đối thủ rời hình, tức là đang đánh pháo đầu về dời sang pháo thủ. Thì trong cái hình pháo đầu nó rất là nhiều cách đánh, mình chia sẻ cách từ từ để mà chúng ta biết được nhiều biến, thì sau này chúng ta gặp thì chúng ta dễ ứng phó. Tại vì đánh đánh cờ ngoài đời thì ít nhiều chúng ta sẽ gặp gặp rất là nhiều. Đó, thì các bạn thấy cái lộ 6 này là một cái lộ quan trọng nhất để mà chúng ta chiếm đóng, cũng là cái lộ làm nên tất cả các thế trận của mình đã từng học, từng nghiên cứu, từng xem sách vở, từng xem video vân vân. Thì cái lộ 6 này là các bạn phải chiếm đóng như mình. Thì tới đây bên hậu người ta nếu mà người ta tấn xe hay là lên mã gì đó thì tùy cách lựa chọn của người đánh, chỉ là vị trí quân nó thay đổi là quân nào đi trước thôi. Ví dụ mà mã lên đây thì các bạn vẫn tấn xe xuống hàng chốt, thì tới lúc này người ta sẽ rời hình pháo. Không thấy, người ta sẽ rời hình pháo. Nếu mà mình chém mã hay chém chốt thì người ta sẽ lên tượng giữ mã, cho nên nước cờ này các bạn không vội ăn chốt nha, các bạn cứ xuất quân đi. Tại vì người ta đã rời hình thủ, mình đã biết chắc như vậy thì mình đừng vội ăn, mình tranh thủ xuất quân để chuẩn bị quân để đánh. Thì khi mình lên mã này các bạn không cần phải lo ngại cái nước pháo tấn xuống đầu sĩ này để mà bắt đôi. Tại vì khi mà pháo tấn xuống đầu sĩ bắt đôi, đây, tấn xuống đầu sĩ bắt đôi, một khi quân pháo này rời hình mà không làm tròn chức năng phòng thủ mà đi tham gia tấn công, các bạn chỉ thấy là một nước đổi quân đơn giản này thì cái hình trận của bên hậu sớm bị vỡ nát. Tại vì xin lỗi, mình có điện thoại, có tin nhắn rồi nên tắt cái này. Thì các bạn thấy tới đây nếu mà người ta vội vã tấn pháo xuống thì mình chém thẳng pháo đầu xuống, chém thẳng pháo đầu xuống buộc phải đấu quân. Nếu mã ăn lên để đấu quân thì chúng ta chém lại pháo, thì các bạn thấy cái chức năng phòng thủ của pháo này không còn, từ đầu đã nhập quân rồi quay ra phòng thủ, bây giờ tấn xuống để đấu thì lãng phí, nó lãng phí cái nước pháo này quá, cho nên người ta sẽ không đánh như vậy. Cho nên các bạn không cần lo cái nước này, các bạn cứ bình thường xuất quân. Thì tới đây người ta tiếp tục người ta tấn xe lên ở hà của người ta hoặc là qua hà của mình, cái này là tùy vào cái sự sự thích đánh của đối phương bên nào để rồi mình theo đó mà mình ứng biến. Bây giờ đặt ví dụ như người ta chỉ lên tới cửa hà để từng hà để đánh một thế trận chắc, thì các bạn cứ như thường lệ các bạn xuất quân của những cái thế trận như thế này thì các bạn nên tấn một hoành xe lên, tấn hoành xe là các bạn cứ nên một trực xe một hoành xe để mà chuyển hướng tấn công liên tục. Thì tới đây bên hậu người ta cũng có hai cách để đi, một là người ta qua giữ chốt lại để nhốt xe này của mình luôn, hai nữa là cởi tượng. À, bạn thấy khi người ta cởi tượng thì người ta mở đường cởi sĩ, thậm chí ra đấu xe để cho mình mất nước lại, đúng không? Cho nên là người ta cởi tượng hay người ta qua xe giữ chốt cái đó không quan trọng, mình cứ thực thi những nước cờ mình đang cần đánh và muốn đánh. Thì lúc này các bạn cứ đóng chút năm lên, đóng chút năm lên thì người ta chắc chắn sẽ bổ sĩ. Thì lúc này là người ta sẽ tấn xuống để bắt đôi cặp này của mình. Tại vì khi người ta đã bổ sĩ thì người ta không còn bị nước chiếu, cũng không còn bị nước pháo trống pháo gì hết, nên là lúc này là lúc người ta sẽ tấn xuống bắt đó. Thì các bạn nên bước mã lên, bước mã lên. Khi các bạn bước mã lên như vậy làm cho bên người ta cái ý đồ của người ta nó bị mất đi, nó không không còn tác dụng nữa, nó bị mất đi. Thì lúc này người ta chắc chắn một là tấn pháo là đuổi xe mình để tấn xuống hai nước, để buộc xe mình nó chạy xuống hai nước hoặc là rút về cửa hà để người ta mở bình bảy. Còn hai nữa là người ta để yên hình trận này, người ta sẽ mở bình bảy lên. Mở bình bảy là mục đích là bước mã lên, vừa chốc xe vừa chốc mã của mình luôn. Thì lúc này các bạn bình xe qua để cản đường quân mã này lên trước, cản đường quân mã này lên. Thì người ta để duy trì tiếp cái bố cục này thì có thể người ta sẽ ra đấu xe. À, có thể đấu xe hoặc là có thể người ta tấn pháo lên đuổi xe để cho xe mình rơi vào một cái lộ khó đi. Còn nếu mà trường hợp người ta không có mở binh này, do người ta đón trước cái nước xe của mình bình qua để cản mã, cái nước này của người ta sẽ bị vô tác dụng, thì người ta sẽ đánh một nước khác
Đó. Ví dụ như mình mở binh 5, mình mở binh 5. Khi mình mở binh 5 như thế này thì người ta không vội ăn chốt lên. Người ta không vội ăn chốt lên đâu các bạn. Tại vì khi người ta vội ăn chốt lên thì mình chém chốt xuống. Nếu mà chốt này tấn qua bắc pháo thì mã mình chém lên chân tượng là một chân đứng rất đẹp. Mình đặt một ví dụ nè. Đó, các bạn thấy quân mình đứng sẽ rất là đẹp nếu mà người ta đánh theo lối đó. Cho nên khi mà mình mở chốt, người ta sẽ không vội ăn chốt này. Tại vì khi ăn chốt này rồi, cái hàng này của người ta vẫn còn bị kẹp, cho nên là người ta sẽ tấn pháo là đuổi xe, tấn pháo đuổi xe mình trước. Đó, thì buộc xe mình phải tấn xuống hai nước. Tại vì nếu mà các bạn rút về đây, nếu mà các bạn rút về xong phòng thủ này thì không có mang tính đe dọa, có nghĩa là nếu các bạn rút về đứng ngay cửa hà thì người ta ung dung ăn chốt. Ung dung ăn chốt thì khi các bạn bước mã xuống pháo đem qua cản, vừa cản mã vừa bắt xe thì chúng ta mất nước. Thì mà chúng ta tấn xuống hai nước thì lại có một nước phục kích, là một là ra bắt mã này, hai là ra bắt pháo này. Đó, các bạn thấy một trong hai nước này. Đó, thì khi mà người ta đuổi xe mình chạy rồi, người ta mới cầm, người ta ăn chốt. Đó, các bạn thấy lúc này người ta mới cầm chốt ăn chốt. Thì cho dù pháo mình có đóng xuống bắt xe thì lúc này người ta chỉ cần đơn giản là chạy xe lên, chứ người ta không đẩy chốt qua đâu các bạn. Thí dụ nha, người ta sẽ tấn xe xuống đây nè các bạn, chứ người ta không đẩy chốt lên để giúp nước cho quân mã các bạn lên đây. Nếu mà người có kinh nghiệm đánh cờ rồi, không ai thúc chốt này. Ừ. Thì tới đây người ta đuổi xe mình xuống, người ta mới đóng chốt. Thì các bạn lưu ý, các bạn quay ngang, quay rối pháo này trước cho mình, quay rối pháo này trước. Thì tới đây người ta lại có hai cách để đánh: một là người ta tấn pháo luồn nước để tạo thành pháo văng, hai là tấn xe lên giữ pháo luôn. Nó tấn xe giữ pháo là các bạn biết vì sao, vì sao mà để quân chặt chọi gì không? Khi người ta tấn xe giữ pháo, nếu mà mình chưa có kinh nghiệm, mình đánh còn là mình đánh ít trận, mình chưa kinh nghiệm đó, thì các bạn thấy đây là một nước chết người. Nếu mà ta không để ý ta thua trận luôn. Xe tấn lên giữ pháo nhìn có vẻ chặt chọi, cho nên mình ở đây để mà tìm quân. Nhưng thực chất người ta đang phục nước pháo thối hàng để bắt chết xe, thì xe xuống là bị dướng chân mã, cho nên rất là nguy hiểm ở nước cờ này. Đó. Nên các bạn thấy khi mà người ta tấn xe xuống đây, đó, nên giữ lại quân này, thì chúng ta không để ý là sẽ bị bắt. Thì tới đây các bạn vẫn cứ bước mã lên cho mình luôn, bỏ mặc quân xe kia. Thì tới đây người ta một là qua cản mã, hai là về bắt chết xe. Đó, các bạn thấy thối về là xe mình hết chạy. Nếu mà tới đây người ta thối về bắt xe thì xác định quân xe này đã mất, các bạn không cần lưu luyến gì cả, chém thẳng tượng cho mình. Nếu mình sẵn sàng bỏ xe, tại vì người ta gài thế bắt xe mình bỏ xe để gài thế lại. Đây là cái kiểu mà tương kế tự kế ở trong phim mà hay nói đó các bạn, có nghĩa là gặp xe thì cỡ nào người ta cũng phải ăn, tại quân xe trong miệng là phải ăn. Thì khi mà người ta chém xe, các bạn thấy người ta chém xe, mình bước xuống chiếu là các bạn thấy quả tới chưa? Đúng rồi, đây là quả tới, xuất tướng ra. Thêm một nước này các bạn chú ý nha, quân xe mình đã xuất động sẵn, các bạn đừng bao giờ đem quân xe này vào chiếu nha. Các bạn đem quân xe này vào chiếu là các bạn đang gỡ thế trận cho người ta. Các bạn chiếu quân xe này đang gỡ thế trận cho tướng này. Lúc này người ta chống sĩ bình thường các bạn, người ta chống sĩ bình thường. Nếu mà các bạn đem pháo vô chiếu đó, thì người ta chỉ cần sập sĩ về, các bạn rời pháo ra, ta chống sĩ mà đánh như vậy thì mình không tận dụng được cái nước mà phế xe, mình không, mình phế xe mà mình không tận dụng được thì mình đã thua. Cho nên các bạn không nên đem xe vào chiếu, mà các bạn nên bình pháo ở lộ 8 vô để giữ lấy một pháo khống ở đây. Các bạn thấy ở đây nè, người ta thấy trước hai nước nhưng thật khó đỡ, tại vì khi mình bình pháo vào pháo khống nè, chỉ cần mình thối pháo một nước nữa thì người ta không có cách để đỡ. Tới đây người ta buộc phải cầm quân tướng đi, buộc phải tấn tướng lên một nước để chuẩn bị tránh cái đồn pháo khống. Nếu mà mình thối pháo xuống thì người ta dương sĩ lên, mình chiếu người ta mình vô. Đó, các bạn thấy đây là một điều rất là nguy hiểm. Nếu mà thấy trước cũng khó đỡ là vậy. Cho nên cái nước bình pháo vô vẫn là nước các bạn nên chọn lựa. Các bạn nên chọn lựa, đừng bao giờ mà bình xe vô chiếu. Tại vì bình pháo vô là người ta lo đỡ liền. Các bạn thấy nếu mà tất cả các quân này luôn, đi bất cứ một quân nào cũng đều dễ dàng bị pháo trùng.
tại vì mình đang chiếm không, ví dụ như người ta bước mã lên đại khái một nước đi, chúng ta để tấn pháo lên một nước thì các bạn thấy tới đây không có gì để đỡ được, không có quân nào đỡ được, không có quân nào kèm được quân pháo này đó. Cho nên là các bạn tuyệt đối không vào xe chiếu mà phải bình pháo vậy, tại khi chúng ta thấy xe phải bình pháo vậy thì tới đây buộc chúng ta phải lên trước. Các bạn vẫn cứ tấn pháo lên một nước dọ sát, tấn pháo lên dọ sát, thì khi mình dọ sát thế này thì buộc người ta phải phải lên lên sĩ. Các bạn thấy khi lên sĩ như thế này thì có rất là nhiều cách để cho chúng ta đánh cái nước cờ này, nhưng cái đầu tiên mình khuyên các bạn là các bạn nên đem xe qua bắt sĩ trước, bắt sĩ trước. Khi mà mình bắt sĩ như thế này, sĩ ở dưới không thể chống lên được, sĩ chống lên bị pháo trùng ngay. Cho nên khi mình bắt sĩ như thế này, tuy rằng đang có pháo giữ, nước bắt sĩ này là một nước giả thì người ta sẽ không bận tâm nhiều, mà người ta sẽ tìm cách đuổi con mã này đi đó, hoặc là tìm cách chi bắt con pháo này để mà người ta còn đường để thoát. Đây là một trong những nước giống như là mình nói sao mới đúng, mà nước giả nước ảo vậy đó. Nước bắt sĩ này là nước ảo, là chủ yếu là mình thông xe thôi chứ không phải là bắt sĩ như vậy. Thì tới đây nếu mà người ta để muốn giải trừ cái quân mã này thì các bạn thấy rất là khó, không có quân nào để bắt quân mã này. Là ba quân này thì đang coi cộng về cái tình trạng thua trận nó sớm với muộn. Nếu ví dụ tới đây, mình đặt một ví dụ tới đây, ví dụ như là bước pháo lên đi, bước pháo lên bắt mã đi, ví dụ vậy, thì chỉ cần xe mình tấn xuống hàng này là tự động thua, không cần ăn sĩ. Các bạn ăn sĩ thì mình bị mình bắt đôi cặp mã, nhưng mà mình không linh hoạt, tại vì mình ăn sĩ mình có hai cái đánh thế này. Ví dụ các bạn chém sĩ, đúng không? Các bạn chém sĩ thì lúc này ta có thể là xe đã giữ một mã này rồi, quân mã này người ta sẵn sàng hy sinh lại cũng được, hoặc là người ta thối về đây, hoặc là thối về đây. Cho nên chỉ để một nước chạy thì nó mất nước, rất là mất nước. Tuy nhiên mình còn một nước sát cục khác, nhưng mà ở nhiều biến quá thì nó nhiều cái cách sát cục khác nhau, cho nên là mình chia sẻ một lúc không thể hết. Nhưng mà sẵn tiện ngay nước này thì mình nói luôn, nếu trường hợp mã chạy ở đây thì mình bình xe qua chiếu thẳng, cứ ăn lên và bình vào sát. Nói chung nước sát thì nó rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta tấn xuống đây thì đối thủ cũng buông cờ, tại vì khi mình tấn xuống đây mình đang dọa sát cách trực tiếp. Các bạn thấy nè, khi xe mình vào chiếu thì tướng không thể vào được. Rồi tới đây một nước đỡ duy nhất là cưỡi tượng đó, một nước đỡ duy nhất là cưỡi tượng. Thì các bạn thấy khi mà người ta cưỡi tượng lên như vậy thì mình bình qua hình chiếu, người ta bình vào giữa. Cho nên là khi cưỡi tượng thì các bạn không vội chiếu nữa, các bạn không không vội chiếu nữa. Nếu mà để nói ở một trường hợp gì ở trong đánh cờ, lúc mà nhiều khi mình chơi nhau nói là có những lúc là phải nên đi hành hạ, không nên đánh, thì nếu mà các bạn thật sự mà muốn đánh cái kiểu hành hạ để các bạn chém tượng gì, vừa bắt xe vừa bắt mã, đây là cái trường hợp còn đánh hành hạ đánh lâu dài, nó vừa vừa bắt xe bắt mã thì xe này vừa thối, các bạn chém mã lại tiếp tục bắt mã, tiếp tục bắt mã, đúng thế rồi. Thì lúc này cho người ta vô người ta bắt mã thì cũng chẳng chẳng còn nghĩa địa gì nữa, thật sự mà nói. Các bạn chém qua đây ăn mã, các bạn chém tiếp qua đây đang dọ bắt xe, hay dọ bằng nước nào, bình pháo vô chiếu chết xe ngay, các bạn thấy không? Thì tới đây ta lo chặt vật, lo đỡ tướng nữa, thì lúc này các bạn bình vô chiếu đấy, tướng phải ra một trong hai lộ, đúng không? Rồi ví dụ tướng ra lại bên này, các bạn bước thêm mã lên là tự nhiên thua. Tới đây các bạn đánh kiểu gì cũng thấy. Cho nên mình đã chia sẻ với các bạn cái hình trận như vậy rồi, các bạn cố gắng tùy theo cách yêu thích của mỗi người, và các bạn cố gắng biến hóa thêm để mà làm cái phần riêng của các bạn. Mình thì chia sẻ theo cái cách của mình. Rồi, hôm nay thì mình cũng hôm nay mình chia sẻ đến đây thôi. Rồi lần sau mình sẽ cố gắng chia sẻ nhiều hơn để mà chúng ta cùng tham khảo thêm về cái trận này. Và xin chào các bạn và chúc sức khỏe nha.